Kia Rondo bản full nha các bạn. 2016 mới chạy 25.000 à. Đây cực chất luôn. Chạy xe còn đeo khẩu trang nữa. Đây, cách âm rất là tốt nha. Xe đang chạy 80 hả? Bao nhiêu ạ? 80. 70. 80. 80. Phê phê. Okay. Thì lái luôn nha. Có cân bằng điện tử chạy không sợ đâu mà. Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay Trương sẽ cho các bạn xem chiếc Kia Rondo bản full nha các bạn. Bản GATH 2016. Xe này màu xanh đen nha các bạn. Màu xanh đen, biển số Sài Gòn luôn nha. Anh em Sài Gòn mua không tốn 20 triệu tiền biển. Anh em Hà Nội cũng vậy ha. Đó. Xe thì tất cả xe bán ra thì mình đều hỗ trợ bao rút gốc cho các bạn hết ha. Nên cái việc mà biển số ở đâu thì các bạn cũng chẳng phải quan tâm đâu. Xe này 2016 nhưng mà mới chỉ chạy có 26.000 cây nha các bạn. 25.000 cây. Xe km chuẩn luôn ha. Bản full option. Đó, xe mình cho các bạn xem là đang nổ máy nè. Đó. Đây, đèn LED nha các bạn. Đèn LED nè, xe đang nổ máy. Thấy chưa? Cảm biến nè. Cảm biến trước sau hết ha. Xe này option nhiều lắm. Đó, camera nè. Thấy chưa? Màu xanh đen này nhìn nó... Ồ, mình lóc cửa rồi, để mình mở cho các bạn xem. Màu xanh đen này nhìn nó sang trọng lắm nha các bạn. Nó sang trọng, nó sạch sẽ lắm. Ok, tí mình sẽ vào nội thất cho các bạn xem sau. Đây, cốp xe nè. Xe sạch sẽ lắm ha, xe này chủ xe đi cực kỳ dữ luôn. Đây, cốp xe nguyên zin hết nha. Xe chắc chắn là cam kết động cơ hộp số là nguyên zin hết rồi, không cấn động, không máy móc nha. Xe chuẩn luôn nha các bạn. Xe chuẩn từng chi tiết luôn á. Đó. Rất là sạch. Hàng ghế thứ ba hầu như là chưa có người ngồi luôn nè. Để cho các bạn xem. Nè. Thấy chưa? Hầu như là không có ai ngồi luôn á. Rất là sạch luôn. Đẹp. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn ha, từ trên xuống dưới luôn. Rất rộng. Ok. Đây, biển số Sài Gòn nè. Đó. Đây, mâm là mâm 5 cây nha các bạn. Mâm 5 cây nhìn nó rất là chắc chắn cái xe ha. Nhìn cái xe nó chắc chắn lắm. Vỏ thì hai vỏ sau là vỏ theo xe hết nè. Vỏ Continental, vỏ Đức luôn ha. Vỏ Đức đây. Ok, nhìn cái xe này rất là chắc chắn. Phanh thì chắc chắn là phanh 4 phanh đĩa rồi. Phanh ABS, phân quốc, phân điện tử. Có hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi đầy đủ hết ha. Đó, ok, mình vào hàng ghế sau cho bạn xem nha. Đây, tay nắm cửa còn sáng lóa nè. Xe sạch bon rồi. Đây, ở đây là da màu kem nha các bạn. Da màu kem. Tay nắm cửa nè. Đây, ghế thì ghế màu kem. Ghế màu kem, da màu đen nè. Da đen với màu kem ha. Nhìn nó, cái xe nó trẻ trung lắm các bạn. Cảm giác xe nó rất là trẻ trung. Phía sau hàng ghế thứ hai là ba cái tựa đầu ha, ba chỗ. Phía sau này là hai chỗ. Đó, cửa sổ trời nè. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Rất rộng ha. Từ trên xuống dưới luôn. Túi khí từ tới 6 túi khí luôn nha các bạn. Đây nè. Túi khí nè. Bây giờ. Túi khí nè. Đó, túi khí trước kìa. Túi khí ghế nữa. Đó. Đây. Cửa gió hàng ghế thứ hai. Đó, làm lạnh cực kỳ nhanh luôn ha. Xe này là chuẩn luôn nha các bạn. Đó, ghế nè, thấy chưa? Đó, rồi ok, mình vào hàng ghế đầu cho bạn xem. Các bạn thấy xe nổ máy êm ghê không? Xe mình cho các bạn xem là đang nổ máy từ đầu giờ luôn ha. Mình rất là kết cái cửa sổ trời này. Toàn cảnh luôn, nhìn rất là sang trọng cái xe. Đóng cái cửa nghe rất là chắc chắn ha. Đây, có nút bấm luôn. Mở cửa thông minh luôn. Cửa trước thì nó cũng giống như cửa sau thôi. Nhưng mà có lên xuống cửa, lóc cửa rồi đây, gương gặp chỉnh điện. Này các bạn để ý cái tay nắm cửa nè. Không, nó sáng còn sáng lóa luôn. Cửa nẻo rồi là ok hết. Ở xe này ghế điện nha các bạn. Đó, bản full là ghế điện, cân bằng điện tử.
Đây, bản full nó có cơ màn điện tử nha. Bản thiếu không có. Đây, chế độ tiết kiệm nhiên liệu, chế độ eco nè. Ok, vào cho các bạn xem. Đó, đồng hồ nè. 25.111 km nha. Xe km chuẩn nha các bạn. Xe km chuẩn luôn. Bao test hết. Đây, vô lăng nè. Đẹp ghê không? Ga tự động cruise control. Các bạn thấy xe hàng 16 dễ sợ chưa? Mua xe cũ mà mua được trúng những cái xe này thì rất là tốt ha. Rất là may mắn luôn mới mua được những cái xe này thôi. Đó, gạt mưa tự động. Xe bản full thì có lại chuyển số trên vô lăng nha các bạn. Bản thiếu thì mình nhớ không lầm thì hình như là nó không có thì phải. Đó, đây. Đèn tự động luôn. Đèn có auto luôn nè, thấy chưa? Đề chắc chắn đề start top rồi. Chìa khóa thông minh. Điều hòa hai vùng độc lập luôn nha. Hai vùng độc lập luôn. Dễ sợ chưa? Có sấy kính trước, sấy kính sau, điều hòa, lấy gió trong. Màn hình thì màn hình cảm ứng luôn. Loa thì tới 6 loa. 6 túi khí luôn nha các bạn. Bản này tới 6 túi khí luôn, cân bằng điện tử đầy đủ. Đó, các bạn thấy tắp lô đẹp ghê không? Phía trước này người ta hồi trước người ta dán cái tượng á, người ta còn có băng keo hai mặt. Khi mà giao cho các bạn thì bên mình sẽ lau cái này, lau sơ lại sạch bon à. Không có gì phải lo hết. Đó, thấy tắp lô đẹp ghê không? Đây. Cái gì nó giả carbon, nó bóng bóng mà nhìn nó sang trọng lắm nha. Đấy. Ok, nhìn xịn sò nha. Đây, ni lông nữa các bạn. Thấy không? Xe 215, xe 216 mà chủ toàn ni lông quá chừng nè. Đây, ni lông nè. Ni lông nè. Là biết chủ xe người ta đi giữ cỡ nào ha. Rồi, ok, mình ra mình mở khoang máy cho các bạn xem. Đây, cảm biến nè. Cảm biến hỗ trợ đậu xe, cần số nè các bạn. Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi, ok, ra mở khoang máy cho bạn xem. Xe này chẳng có gì phải bàn hết trơn. Chẳng có gì phải lăn tăn. Những cái xe như vậy thì rất là hiếm nha các bạn. Lâu lâu mới có một chiếc thôi. Lâu lâu mới có một chiếc thôi ha. Nên anh em nào phải thật sự nhanh mới mua được xe này thôi. Giá thì rất là tốt. Đó. Đèn LED nè. Đèn LED ban ngày nè. Đèn bi nè, thấy dễ sợ chưa? Đèn cản nè. Đó, cảm biến trước nè. Cảm biến trước sau luôn nha, hỗ trợ đầu xe. Cái capo nó hở là do mình mở cái cốp, mở cái capo rồi nha các bạn. Còn ở trên cái đầu xe là do mình mở cái cửa sổ trời. Đó. Ok, mở khoang máy cho bạn xem. Đây, máy xe nè các bạn. Máy xe thì mình cho các bạn xem là đang nổ máy từ đầu tới giờ luôn ha. Máy nổ thì quá êm rồi. Máy chưa dọn vệ sinh. Khi mà giao cho các bạn thì bên mình sẽ dọn vệ sinh nó sạch sẽ hết ha. Đây, xe thì chắc chắn là cam kết động cơ hộp số nó nguyên zin hết rồi. Không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số rồi không là nguyên bản hết nha các bạn. Chưa từng đại tu. Xe chạy chuẩn 25.000 cây luôn nha. Rất là lâu, rất là khó mới tìm được những xe như vậy. Anh em nào quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha. Số điện thoại 0972 608010. Đó. Xe này đang được chào bán với giá là 575 triệu nha các bạn. 575 triệu. Giá này mình cam kết giá tốt nhất cho các bạn luôn. Đó, không rất là khó tìm được những cái xe chất xe đẹp như vậy nha. Xe mới chỉ chạy chuẩn 20 mấy nghìn cây. Xe bao test cho các bạn luôn nha. Các bạn không tin tưởng thì cứ đem đi đâu, tất cả các đại lý hãng chính hãng của Kia test thoải mái, không vấn đề gì hết. Đó. Nhưng mà mua xe bên mình thì chẳng ai mà đi test hết trơn. Cái đó tùy các bạn thôi ha. Rồi, ok, mình có thu mua xe nha anh em nào. Muốn bán xe thì liên hệ cho mình, sẽ hỗ trợ giá tốt nhất luôn. Hỗ trợ giá tốt nhất cho anh em luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Ok, bye bye.